Cảm ơn kỷ niệm ngày truyền thống học sinh sinh viên 9 tháng 1 năm 1950, 9 tháng 1 năm 2019, hội trại áo trắng với chủ đề Tự hào tôi là học sinh sinh viên Bình Thuận do tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã diễn ra từ ngày 5 tháng 1 năm 2019 đến ngày 7 tháng 1 năm 2019 với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực. 620 trại sinh là cán bộ đoàn, cán bộ hội, đoàn viên hội viên, học sinh sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã tham gia. Hội trại áo trắng tỉnh Bình Thuận lần thứ 12 năm 2019 là dịp để đoàn viên thanh niên chia sẻ những suy nghĩ của mình về những chuẩn mực đạo đức lối sống của học sinh sinh viên hiện nay. Đây là lần thứ hai em tham gia hội trại áo trắng và khi mà được tuyên dương trước tất cả các trại sinh và các ban lãnh đạo thì em cảm thấy rất là vinh dự và tự hào vì mình được đại diện cho trường và là học sinh tiêu biểu được lên bục nhận thưởng. Và với cái phần thưởng này thì em sẽ nỗ lực rất nhiều trong tương lai và phấn đấu hơn nữa trong thời gian sau này. Để được tham gia hội trại áo trắng thì em rất là cố gắng học tập, rèn luyện tốt về đạo đức và rèn luyện tốt đạo đức cho mình. Và trong tất cả các hoạt động đoàn thì em đều năng nổ tham gia tự giác và cống hiến thêm những ý tưởng của mình để cùng đóng góp cho hoạt động tốt hơn. Đêm khai mạc hội trại đã tuyên dương 29 học sinh sinh viên xuất sắc trong công tác đoàn hội và phong trào thanh niên trong trường học giai đoạn 2016-2018. Cùng với đó, nhiều hoạt động ý nghĩa được diễn ra như diễn đàn học sinh ba tốt, sinh viên năm tốt, tìm kiếm tài năng học sinh sinh viên Bình Thuận Student Got Talent, lễ hội ẩm thực gian hàng khéo tay, tham gia hoạt động thực tiễn trải nghiệm sinh tồn, diễn đàn sống như những đóa hoa, các trò chơi vận động team building bãi biển, sinh hoạt lửa trại, trò chơi lớn, hành trình ngược dòng lịch sử được các trại sinh hào hứng tham gia, nhất là vòng chung kết cuộc thi học sinh sinh viên thanh lịch. Theo em, cuộc thi học sinh sinh viên được do hội trại áo trắng tỉnh Bình Thuận tạo ra là một sân chơi bổ ích cho tất cả mọi người. Đây là một cuộc thi có thể nói là nó sẽ mang lại cho các bạn những kinh nghiệm hơn, những bài học được rút ra từ cuộc thi. Đến với sân chơi này là một điều rất là tuyệt vời đối với em, tại vì em đây là lần đầu tiên em được đến và được giao lưu cùng toàn thể các bạn. Và đây cũng là dịp để em được giao lưu cùng toàn thể các bạn và đến tới một hình tượng người học sinh trường Hùng Vương năng động, vui vẻ, hòa đồng. Và em thấy tất cả các bạn thí sinh ở đây đều rất là xứng đáng được đứng ở vị trí này và em cảm thấy các bạn rất là tuyệt vời. Năm nay, ban tổ chức còn phát động các cuộc thi trên fanpage hội trại như cuộc thi Học sinh sinh viên thanh lịch, khoảnh khắc hội trại và nhật ký hội trại online. Đây là sân chơi mới của hội trại nhằm giúp các bạn học sinh sinh viên hưởng ứng và kết nối tham gia ngày càng nhiều hơn thông qua mạng Facebook. Qua đó để lưu giữ những hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp cũng như nói lên những suy nghĩ cảm nhận về hoạt động hội trại của các trại sinh. Thông qua hội trại áo trắng sẽ tạo điều kiện cho các bạn đoàn viên thanh niên đang còn ngồi trên ghế nhà trường có những hoạt động ngoại khóa bổ ích nhằm nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện kỹ năng sống, qua đó phát hiện và bồi dưỡng những tài năng cán bộ đoàn hội trong trường học, từ đó góp phần xây dựng tổ chức đoàn hội ngày càng vững mạnh.